Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Đồng Nai gồm Chi cục Quản lý thị trường, Cảnh sát kinh tế, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Công an phường Long Bình, thành phố Biên Hòa kiểm tra cơ sở tập kết và trung chuyển heo tại tổ 38, khu phố 7, phường Long Bình, phát hiện khoảng 300 con heo có dấu hiệu bị bơm nước vào bụng trước khi đưa đi tiêu thụ. Thời điểm kiểm tra thì hàng chục người đang thực hiện hành vi bơm nước vào heo đã leo tường rào bỏ trốn. Chủ số heo bơm nước trên gồm bà Trần Thị Bạch Yến, 41 tuổi, ngụ ở thành phố Hồ Chí Minh, ông Lưu Thanh Phẩm, 36 tuổi, quê ở tỉnh Tiền Giang và một người chưa rõ lai lịch thuê địa điểm của người dân địa phương để làm điểm trung chuyển, tập kết heo trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ. Tại thời điểm kiểm tra thì tất cả số heo này đang trong tình trạng say ngủ, bụng phình to. Tại hiện trường, đoàn kiểm tra phát hiện 2 lọ thuốc không rõ nguồn gốc, 10 vòi bơm nước. Đây chính là hành vi gian lận thương mại và tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Tác hại của thịt heo bơm nước tăng trọng không chỉ làm giảm chất lượng thịt heo, mà khi bơm nước bẩn có thể gây ngộ độc thực phẩm cho người ăn. Về lâu dài sẽ tích lũy thành chất độc gây hại cho dạ dày. Và đặc biệt thì các lán trại lò bơm nước đang đưa vào một công nghệ bơm mới là trộn một loại thuốc an thần vào trong nước để quá trình bơm được dễ dàng do heo không chống cự nhiều. Loại thuốc này khá độc hại cho người sử dụng. Và khi chúng ta ăn vào người thì biết đâu là những cái chất độc đó heo không có chuyển hóa được, lợn không chuyển hóa được và chúng ta lại bắt đầu ăn vào cơ thể và tích tụ dần thành những cái chất độc trong cơ thể mình.